Em xin kính chào các bác nhá, xin chào cả nhà. Hôm nay đầu tháng hoan hỷ, xin chúc cả nhà mình có một tháng mới, mọi việc đều thuận lợi các bác nhé, tất cả đều thành công. Xin cảm ơn các bác nhà mình đã dành chút thời gian để ghé xem cái live của em. Và trong cái phiên video ngày hôm nay em cũng xuống rất là nhiều cái tác phẩm gọi là đơn thân, và đặc biệt là những cái tác phẩm đẹp nhất của vườn nhà em. Hôm nay em chọn rất là nhiều tác phẩm để like trong cái phiên ngày hôm nay. Để nói chung là đáp ứng nhu cầu của những cái khách hàng mà khó tính nhất các bác nha. Xin mời các bác nhà mình ghé qua like và ủng hộ cho bên nhà vườn chúng em. Các bác mua hàng gì mình có thể gọi điện trực tiếp với số điện thoại bên em là 0385050491. Và đặc biệt trong phiên video của ngày hôm nay là các bác nhà mình mua mã hàng, tất cả các mã hàng bên nhà em đều được bao tiền phí ship các bác nhá. Mình mua mã to, mã nhỏ hoặc là nói chung là mã nào các bác cũng thế, hôm nay sẽ được miễn phí ship toàn bộ cho các bác nhà mình đặt hàng trong phiên video ngày hôm nay. Và rất là nhiều mã tác phẩm các bác nhé, tác phẩm, nhưng mà cái giá em đưa ra các bác nhà mình là giá nó rất là hợp lý và bình dân, thậm chí có những cái mã hàng rất là rẻ các bác nhé so với chất lượng. Rồi em xin chi tiết đi vào từng phiên bán hàng, từng cái mã đơn hàng trong cái phiên live của ngày hôm nay ạ. Mã số đầu tiên em lên chia sẻ các bác nhà mình nhé, đó là một chậu sơn thủy tiên, chuẩn sơn thủy tiên đấy các bác ạ. Nhà em vừa rồi đang hơi lác đác mưa, em vừa chạy vào thế là nó đấy, nó dính một tí nước mưa. Cái chậu này của em thì là một chậu sơn thủy tiên các bác ạ. Đây các bác này, thân to này, đó, chuẩn sơn thủy tiên các bác nhé, hàng rừng nhé. Chậu này là cánh của nó màu vàng và cái mắt của nó màu nâu đỏ các bác ạ. Đang lên thêm măng tơ này. Chậu này bán 380, hôm nay đầu tháng em sale các bác nhà mình chậu này với giá bằng 280.000 cho một chậu sơn thủy tiên các bác nhé, 280.000 cho cái chậu này. Bác nào sưu tầm chậu này thì mình có thể gọi điện và chốt đơn các bác nhé, 280.000 chậu sơn thủy tiên đầu tiên ạ. Cánh hoa màu vàng và cái mắt của nó sẽ có màu nâu đỏ, hoa rất là đẹp các bác nhé. Rồi hôm nay sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình những cái mã hàng lan rất là VIP, đó là bông nhạn 4N. Đây ạ, như cái bông này của em này, bông 4N các bác nhé. Cái bông này thì nhà em có cắt đi để dưỡng cây rồi các bác thấy không? Cái khuôn bông của nó màu 4N sẽ có màu cam lửa như này. Hoài sắp tàn hoa rồi. Đấy, nhưng mà chuẩn màu của nó sẽ là có màu cam đậm như này này. Đó, đây các bác nhé. Cái mã đầu tiên lên chia sẻ các bác nhà mình đó là mã số B1. Một cây 4N bạt lá Mitsu các bác ạ. Cây này mã số B1 này. Nói chung là lá Mitsu rất là to và tròn các bác nhé. To, tròn và lá của nó rất là dày các bác ạ. Lá này của em là đều ngoài 5 sen hết các bác ạ. Cây nào cũng hơn 5 sen lá rồi. Đấy, nhưng cái lá này hơn 5 sen hết. Lá to ngắn tròn các bác nhé, to ngắn tròn đẹp. Đó, như cây này của em mã số B1, cây này hiện tại đang được là 2 4 6 8 cặp lá, 8 cặp lá mã số B1 này. Hàng nuôi thuần tại vườn, cây này chia sẻ các bác cho mình 500. Cây này là cây 4N bản lá Mitsu nhá các bác ơi. Bác nào thích chơi cây su đẹp các bác chơi cây này nhá. Những cây Mitsu này là những cây tác phẩm rất là đẹp, mình chơi lâu dài đi tác phẩm cực kỳ là đẹp các bác nhé. Mã số B1 này, đấy, chơi hàng su các bác chơi cây này cho em. Rất chi là đẹp. Cây này của em mã số B2. B2 cây này cũng là cây Mitsu này. Cây này lá to lắm cả nhà mình, cây này lá của nó mà đo phải tầm vào 5 sen 6, 5 sen 7 đấy, cây này quá to luôn. Nói chung là cây nào cũng trên 5 sen hết rồi các bác ạ, toàn là lá to tròn thôi ạ. Cây này của em thì cũng được là 2, 4, 6, 8 cặp lá. Mã số B2, bản lá Mitsu các bác nha. Rất là đẹp luôn, hàng nuôi thuần tại vườn rồi. Cây này em cũng chia sẻ các bác nhà mình mã số B2 với giá là bằng 500.000. Lá to tròn các bác nha, rất là đẹp luôn, hàng xuất sắc luôn cả nhà mình ạ. Rồi cây này tiếp theo, cây này của em là mã số B3. Đây, hoa nói chung là đậm màu như này các bác nhé. Các bác thể ngắm giúp em như cây này lá của nó cũng khoảng tầm vào 5 sen, chắc tầm 5 sen rưỡi rồi, hơn 5 sen rưỡi rồi. Đấy, lá to nó được hơn 5 sen rưỡi rồi, lá to dày các bác nhé. Cây này thì nhìn chung là nó to hơn hai cây trước. Cây này mã số B3, cây này to hơn hai cây trước nhưng mà cây này nó bị lỗi một tí đầu lá đây này. Các bác thấy không? Nó lỗi một tí đầu lá, nhưng mà cái lá của nó đây các bác nhìn từ trên xuống này, nó rất là khít nhau nên là nhiều khi mình không để ý, mình không thấy được. Đấy, nó bị lỗi một tí đầu lá thôi. Đó, cây này nó rất là to. Cây này nếu bình thường phải bán 650 luôn, nhưng mà cây này lỗi tí lá em bán cho các bác nhà mình 520 nhé, mã số B3 520. Thôi lấy 500.000 nốt đi, 500.000 nốt để 3 cây 4N bản lá Mitsu. Rất chi là to, bác nào mà mình sưu tầm tác phẩm các bác lấy luôn 3 cây này mà chơi nhá. Em chia sẻ các bác nhà mình 3 cây này đều với giá là bằng 500.000, cây mã số B1, B2, B3 đều với giá là bằng 500.000. Đó, em xin mời các bác nhà mình. Đó, bác nào sưu tầm cây nào thì lấy nhá, toàn cây VIP thôi cả nhà mình ạ, nguyên cây VIP đẹp xuất sắc thôi ạ.
Em quay mã mới nhé. Đây em lên chia sẻ các bác nhà mình cái chậu này. Chậu này của em là cái chậu chồn đỏ các bác ạ. Hoa năm nay bắt đầu ra hoa bói các bác nhé, chồn đỏ ạ. Chậu này được trồng từ hai bụi các bác ạ. Cái phía bụi bên bên này đây chia đôi các bác này, chia hai bụi này. Cái bụi bên này là một mẹ và ba cây con. Đó. Một cái bụi bên này cũng thế. Một mẹ hai con nhá. Chồn hoa đỏ các bác, năm nay mới hoa bói thôi. Sang năm thì chắc chắn là sẽ có nhiều hoa và đẹp hơn. Đây ạ. Chậu này thì bác nào sưu tầm được nhá, một chậu chồn hoa đỏ các bác ạ. Chậu này của em thì có cái mã số là mã B18. Em chia sẻ các bác nhà mình chậu này 450, chồn hoa đỏ các bác. Cái này được trồng từ hai rề nhá. Nó là mẹ để con rất là đẹp. Mã số B18 với giá bằng 450.000. Rồi em lên đi các bác nhà mình chậu tiếp theo. Đây. Vẫn là một chậu chồn hoa đỏ các bác này. Đấy. Năm nay hoa bói đấy các bác, cần hoa rất là dài cả nhà mình nhé. Hoa bói, hoa nó sắp tàn rồi. Đây như cây này nó tàn hoa rồi này. Tít đi vào đi. Chậu này cũng được trồng từ hai rề các bác này. Đây rề này cây mẹ, ô cây mẹ cây chồn này to dã man các bác. Cây chồn này lá siêu to luôn nhá. Chồn này các bác ạ. Đấy, một mẹ cũng để được hai cây con. Bên này cũng là một cây mẹ này. Bên này để được nhiều lắm. Bên này được 1, 2, 3 cây, 4 cây con các bác ạ. Đấy. Một dề chồn đỏ các bác nhá. Chậu này của em có mã, đây là hàng Thái các bác ạ. Chồn này là hàng Thái nhá, không phải hàng rừng đâu. Đó. Cần hoa rất là dài nhưng mà nó nở được khoảng tầm hơn 1 tháng rồi đấy các bác. Hoa nó bền lắm, hơn 1 tháng mà dạo này mưa liên tục các bác ạ. Đấy. Chồn của Thái các bác nhá. Nó sắp tàn hoa rồi. Đây cái bên này rụng hết hoa này các bác thấy không? Nó rụng hết hoa đấy. Chứ hoa của nó rất là đậm màu. Bác lấy giống về mà trồng các bác ạ. Ui cái cây này nó xuất sắc này, cây này lá khép phải 4-5 cm luôn ấy. Ui nó đẹp. Mã số là B11 các bác nhá. B11 chậu này em chia sẻ các bác nhà mình cũng với giá là bằng 450.000. Mã số B11 cũng với giá bằng 450.000. B11 với giá 450.000 các bác nhá. Rồi ạ, để em chuyển qua mã tiếp theo. Nay lên chia sẻ các bác nhà mình, trời ơi có một cái cây cookie mà em phải nói là quá là tâm đắc ạ. Nói chung là rất là tâm đắc với cái cây cookie này các bác ạ. Các bác biết tại sao ạ? Thì hôm trước em đã giới thiệu các bác nhà mình rồi. Cái cookie này nó là dòng cookie siêu hoa đúng không ạ? Hôm trước thì em bán cho các bác nhà mình những cái cây mà nó đang bắt đầu mới nứt một xíu xíu nụ hoa thôi. Cây này là em treo cao, nó ăn được nhiều nắng quá nên là nó ra nụ hoa dài hơn những cây hôm trước em bán cho các bác nhà mình. Mà các bác thấy không ạ? Đây nụ hoa nhé. Đây một nụ này các bác thấy không ạ? Đây một nụ nhá, trong kẽ này. Đây là hai nụ các bác thấy không ạ? Đây là 3 nụ này, đây là 4 nụ này, đây là 5 nụ này và đây là 6 nụ các bác thấy không ạ? Hôm trước em có nói với các bác nhà mình rồi, đây là dòng cookie siêu hoa nên là mỗi một lần ra hoa của cái cây này nó sẽ dao động từ 3 đến 5 nụ hoa đúng không ạ? Nhưng mà không những chỉ 5 nụ hoa đâu ạ, cây này nó ra được cả 6 nụ hoa đây các bác thấy không? Đó thì em nói rồi nên là các bác nhà mình đừng có mà không tin em. Em nói cái gì là em chỉ nói chuẩn chỉ và nói những cái sự thật thôi. Đấy nhiều các bác các bạn là làm gì có, làm gì lấy đâu ra cây cookie nào mà ra được 3 đến 5 cái nụ hoa. Đây ạ, 6 nụ hoa đây ạ. Hôm trước bác nào mua cookie siêu hoa nhà em thì các bác nhà mình biết rồi đúng không? Đó. Đây các bác nhá, nụ hoa rất là đẹp mà dòng này hoa vô cùng đẹp và vô cùng thơm, Corax cookie. Đó, chắc là các bác nhà mình không phải nghĩ về cái dòng này nữa. Hoa nó quá đẹp, cây này to các bác nhá. Cây này của em có mã số là mã số B9, em chỉ có duy nhất một cây này ạ. À, ý là trồng một cây, chỉ có một cây này trồng một cây thôi, còn lại em toàn trồng 3 cây thôi ạ. Mã số là B9, giá là 400.000 cho cây siêu to này các bác nhá. Em xin mời cả nhà mình, mã số B9 400k. Bác nào sưu tầm được cây to này các bác chốt ủng hộ cho em gái nhá. Có đúng một cây này thôi, 6 ngồng nụ hoa các bác, lưu ý là 6 ngồng nụ hoa nhá. Rồi ạ, em chuẩn bị lên một cái siêu phẩm để mời các bác nhà mình ngắm đây ạ. Cái siêu phẩm mà em rất là thích, được mong chờ lắm các bác ạ. Cây này thì lá siêu khủng bố, lá siêu to, lá to nhất thì đo được gần 6cm rồi. Đó, một cây Corax cookie nhá, anh bê cây này cho các bác nhà mình ngắm. Đây, em xin mời các bác nhà mình. Ăn nắng tự nhiên các bác nhá, phải nói là ăn nắng gió tự nhiên nên là cây nó rất là to ạ. Bản lá này, ôi trời ơi. Không phải là 5cm nữa các bác ạ, mà là gần 6cm. Em chính xác em vừa đo cái lá, nó có lá được 5cm 8. Các bác thấy cổ lá không? Các bác thấy cân thân cây nó to không? Thân cây và cổ lá, bệ lá nó đẹp dã man các bác ạ. Không có một từ gì để diễn tả được cái tác phẩm Corax cookie này. Đó, đây nhá các bác nhá. Đây em quay xa một tí xíu, đứng xa các bác nhà mình ngắm. Đây lá đây các bác này. Cây này là siêu VIP các bác nhá.
coi như là gần 6 sen. Cây này mới nuôi thuần được có 1 năm rưỡi ở vườn thôi. Còn nếu như các bác nhà mình nuôi thời gian nữa thì em nghĩ cây này phải lên được 7 sen lá, không phải là vừa đâu các bác, ăn nắng rất nhiều các bác nhé. Một cây Korakoki giống xưa, hàng xưa. Cây này được 2 cây, chậu này được 2 cây rất to. Đơn này của em mã số là B6. B6 các bác nhé. Tác phẩm này em chia sẻ các bác nhà mình chỉ có giá 750. Các bác đi mua ở ngoài thị trường, các bác nhà mình đi mua cái loại lá to như này, hàng xưa như này, không dưới giá 700-800 nghìn một cây ạ. Chưa đừng có nói là 750 cho 2 cây này. Nên là hôm nay thì em cũng là mùng 1 và em cũng xin hoan hỉ các bác nhà mình. Nếu bác nào mà mình muốn sưu tầm những cái tác phẩm rất rất là đẹp thì các bác nhà mình hãy đón xem cái video của em nha. Em cân nhắc các bác nhà mình cái giá nó rẻ nhất rồi. Đơn này của em có cái mã số là B6, 750 cho tác phẩm Korakoki. Đó. Bác nào gọi trước thì được mua chậu đẹp nha. Ok chưa ạ? Tiếp theo em chuẩn bị lên cho các bác nhà mình chậu tiếp theo. Chậu này lá cũng chừng vào 5 sen hơn rồi ạ, hơn 5 sen rồi. Đấy, lá to được hơn 5 sen rồi, mà lá nó đều đều như nhau các bác ạ. Đây, em bê các bác nhà mình xem. Vẫn thuần cùng một lứa các bác nha, 2 cây. Ôi trời, ôi nhìn nó dã man không các bác? Nhìn phê không ạ? Đó, em quay lại cho các bác nhà mình xem nhá. Ôi trời, ôi nhìn nó phê luôn các bác. Có kỳ xưa ấy các bác ạ. Hoa tím hồng, hoa hồng tím nha, hoa rất chia đẹp. Lá siêu dày, dòng này lá trâu và dòng này ăn nắng nhiều. Nên là em cũng sẽ nhắc các bác nhà mình luôn là mình trồng Koki là phải cho ăn nắng nhiều cho em các bác nha. Em nói luôn nha, trồng Koki phải cho ăn nắng nhiều. Càng nắng nhiều lá càng to và rất là khỏe. Hoa càng sai càng đẹp các bác nha. Koki giống xưa, hàng chưa qua lai tạo. Mã số B5, chậu này 2 cây. Em chia sẻ các bác nhà mình chậu này với giá là bằng 680 cho 2 cây. 680 680.000. Cây này bác nào sưu tầm được thì mình nhắn giúp em. 680.000 nhá. Mã số là B5. B5 các bác ạ. Đơn này bác nào sưu tầm được mình chốt giúp em. 680. Trời ơi, hôm nay cái những cái tác phẩm mà em lên các bác nhà mình thì không phải đắn đo các bác ạ. Em lên các bác nhà mình chậu gì được nhỉ? Chưa biết lên chậu gì nhỉ? Lên chậu 4N nhá. Nay lên cho các bác nhà mình cái cây 4N siêu trâu này nhá. Ui giời. Nói chung là nó quá là đẹp đi các bác ạ. Em chả biết dùng từ gì diễn tả. Cây này được 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cặp lá. 12 cặp lá. Lá rất to nhé. Cây này lá em chưa đo. Đem đo thử các bác nhà mình luôn này. Zin 5 sen các bác thấy không? Zin 5 sen này. Cây này là zin 5 sen nhé. Không phải là bé đâu các bác. Cây này siêu to. Dòng này là dòng 4N các bác. Hoàng nhạn 4N. Siêu to và lớn rất là nhanh các bác ạ. To lắm các bác. Ôi giời ơi, nhìn nó đẹp. Hoàng nhạn 4N các bác nhá. Cây này của em thì có cái mã số là mã B14. Mã số B14, một cây hoàng nhạn 4N đã nuôi thuần tại vườn. Em xin phép chia sẻ các bác nhà mình đi mua ngoài cây này không dưới giá 850 ạ. Các bác cho em gái xin cái bình phẩm xem có đúng không ạ. Rất là to. Em chia sẻ các bác nhà mình cây này mã số B14 đây để em nhờ em bê cho các bác nhà mình cái chậu này lên để các bác nhà mình cùng ngắm. Mình nhìn được hết cái tác phẩm này. Đây. Các bác ngắm đi ạ. Mã số B14 các bác nhá. Ui giời ơi, chậu này em lấy các bác nhà mình không biết lấy bao nhiêu được, thôi lấy các bác nhà mình 500. Mã số B14, tác phẩm rất là đẹp. Lá 5 sen em vừa đo rồi ạ, lá 5 sen. Chậu này mã số B14, tác phẩm này với giá bằng 500.000. B14 ạ, em xin mời các bác đây. Lá đây các bác ngắm đi. Đấy, cây nó quá là mạnh, nó quá là khỏe. B14 500k. Ui giời, em mời các bác nhá. Em đo các bác một cây tiếp theo. Cây này lá được 4 sen rưỡi, lá trên ngọn. Còn nếu như lá dưới này thì sẽ được là... Cây lá này thì sẽ được là bao nhiêu đây? Cây này sẽ được 4 sen 8 rồi. Đó, gần 5 sen. Cây này lá gần 5 sen. Và những cái lá to nhất sẽ được 5 sen nhé. Đây, như cái lá này sẽ được 5 sen này. Lá này sẽ được 5 sen các bác này. Đó, đây nhé cả nhà mình nhé. Cái chậu này thì có mã số B12. B12 các bác ạ. Cây này cũng rất là to. Cây này của em thì được là 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 cặp lá. Cây này 10 cặp lá. Lá thì lá to nhất được 4 sen 8. Đây ạ. Rất mạnh lớn các bác. Rất tuyệt các bác nhìn cái cây này. Các bác nhìn cái thân trục giữa cây ấy. Cái trục giữa cây này các bác thấy không? Nó rất là to nhé, nó rất là mạnh các bác ạ. Cây này mình nuôi cực kỳ nhanh lớn, hàng đã nuôi thuần tại vườn rồi. Mã số em chia sẻ là mã số B12. Cây này em lấy các bác nhà mình là 420.000. 420.000 cho cây siêu to này, hoàng nhạn 4N các bác nhé, to đẹp lắm. Em xem nốt các bác nhà mình giá rẻ đấy ạ. Những cây rất là VIP đẹp như này. Mã số B12 420.000.
Rồi em chuyển qua mã mới nhé. Và tiếp theo đây thì em lên chia sẻ các bác nhà mình một cái cây mặt trời Bangkok, cái cây tác phẩm các bác, một chậu tác phẩm nhé. Ba cây mặt trời Bangkok đây mà các bác nhà mình này, cây lá mít và rất là to các bác này. Cái size này size lớn nhất của mặt trời Bangkok các bác nhé. Cây này các bác đi mua một cây không dưới giá 700-800 nghìn đâu ạ, các bác cứ xem xét đi ạ. Đây rễ này, mặt trời Bangkok các bác nhá, ba cây lá mít như cây này được 2, 4, 6, 8, 10 cặp lá rồi. Nói chung là rất to các bác, đây cả nhà mình ngắm đi. Ba cây lá mít to đẹp các bác nhá. Ngồng hoa siêu to này nó vừa mới tàn hoa xong thôi. Dòng mặt trời Bangkok này thì sẽ một năm được 2 đến 3 lần hoa liền các bác ạ. Hoa rất là đẹp, chậu này ba cây. Mã số là B7. Cái khuôn bông mặt trời Bangkok này nó sẽ có màu là màu vàng chanh và cái mũi của nó màu hồng các bác nhá, vàng chanh mũi hồng, hoa tuyệt vời đẹp, cây này đẹp quá. Ui giời ơi, chỗ này các bác nhà mình em thanh lý nốt đấy, bác lấy được thì mình lấy nhá. Chỗ này của em mã số là B7 các bác ạ, mã số B7 đẹp chưa từng có. 600 nghìn chậu này các bác ơi. 600 nghìn chậu này ạ. Nó quá nhẹ nhàng. Bác nào sưu tầm được tác phẩm này lấy về mà chơi các bác nhé. Mặt trời Bangkok hàng nuôi thuần tại vườn. Mã số B7 giá chỉ có 600 nghìn đồng ạ. Em xin mời các bác nhà mình. Đó, bác nào lấy được thì mình lấy nhá. Rồi, tiếp theo đây em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình. Đó là một giò tam bảo sắc hoa vàng. Chuẩn vàng luôn cả nhà mình nhá. Một giò tam bảo sắc hoa vàng đây ạ. Hoa thì nó đây này, nó bị tàn hoa rồi nhưng chắc là các bác nhà mình vẫn xem được hoa. Hoa này thì nó đang bị tàn rồi, mấy hôm nay nó dính nước mưa nó đâm ra đây đây. Nó là màu vàng các bác nhé. Nó bị tàn, nó đang lọt ra màu khác, là còn nó là hoa tam bảo sắc hoa vàng đấy các bác ạ. Chuẩn hoa vàng đấy ạ. Các bác ngắm đi, cái dòng này rất mạnh lớn, cả nhà mình lưu ý cho em là dòng này rất là mạnh lớn và bản lá to, ngắn, xếp rụt. Nên là bác nào mà mình chơi cây này thì mình có thể làm tác phẩm, và nhất là bác nào nhà mình có những cái lũa đẹp các bác nhà mình có thể chuyển qua ghép lũa cho em. Mình tách một hai cây ra mình chuyển qua ghép lũa các bác nhé. Lưu ý ở đây tất cả ba cây ở đây cây nào cũng là cây lá mít xếp rụt, bản lá to và đẹp các bác nhé. Tam bảo sắc hoa vàng, hoa rất là thơm, thơm ngọt ngào lắm cả nhà mình ạ. Chỗ này ba cây. Rất to và rất đẹp. Mã số là B8. B8 nhá. Ba cây này tam bảo sắc hoa vàng người ta bán cả triệu bạc đấy. Em lấy các bác nhà mình 630.000, hoan hỉ các bác nhá. Ngày mùng 1 đầu tháng. Mã số B8 là 630.000. Đây ạ. Đúng chậu như này luôn. Đấy bác lấy chậu này mình lấy này. Ôi trời, nó đẹp vô cùng các bác ạ. Hôm nay thì nói chung là em xuống toàn tuyệt tác nên là lên giò nào thấy nó suýt xoa cả nhà mình ạ. Nên là các bác nhà mình hoan hỉ các bác nhà mình sưu tầm nhá. Tam bảo sắc hoa vàng mã số là B8 với giá bằng 630.000 cho 3 cây như này. Người ta bán một cây to mà lá to như này cũng đã 600.000 rồi các bác. Các bác cứ đi xem like khác đi. Đấy, chứ đừng nói là 3 cây. Em xin nhắc lại lần nữa mã số B8 630.000. Xin phép các bác nhà mình em quay nhanh một chút nhé. Vì thời gian nó không đủ nên là quay em quay nhiều khi nói hơi rườm rà mà hơi lai dai. Em lên cho các bác nhà mình những cái tác phẩm cáo các bác này. Chất cáo này. Đây là một giò cáo của Bắc Cạn. Với cái đường kính chậu thì nó quá là to. Đường kính chậu của chậu này nó cỡ vào tầm 50cm chậu gỗ các bác nhé. Cây này có một cây mẹ bị gãy ngọn này. Đó, một cây mẹ bị gãy ngọn đang để cây con ở nách lá. Thường cái dòng cáo cứ gãy mẹ để con. Cây mẹ này là gãy một cây ngọn mẹ để một cây con. Và đây cũng là cây con này nhá. Cây mẹ đây ạ, đây là cây con của nó này. Đây cũng là cây con của nó, cây con đầu tiên đấy ạ. Và đây là cây con thứ hai đang trong nách lá này. Các bác thấy không? Nó siêu to các bác ạ. Một giò cáo tác phẩm siêu to này, xong rồi em sẽ bên cho các bác nhé. Em quay gọi là khái quát qua một lượt, xong rồi em sẽ bên cho các bác nhà mình ngắm giò này vì nó rất là to. Đây ạ. Chính xác là giò cáo như này các bác này. Đây ạ, các bác ngắm cái chậu giúp em. Cái chậu gỗ giúp em ạ. Chậu là chậu sen nhé. Cái chậu này là em đi mua vào 140.000 một cái chậu ạ. Chậu em đi mua 140.000 cái nguyên một cái chậu ạ. Chưa tính gì ạ. Tính nguyên cái chậu em mua 140.000. Đó, các bác nhà mình ngắm giúp em. Một chậu cáo tác phẩm siêu to như này các bác ơi. Tác phẩm để đời. Rất là to, cây to mập đẹp các bác nhé. Đây là một dòng cáo của Bắc Cạn. Em sẽ đứng xa một chút để các bác nhà mình cùng ngắm. Đứng xa một chút các bác nhà mình cùng ngắm cái tác phẩm này. Rồi ok này. Chậu này thì em xin phép chia sẻ các bác nhà mình nhanh. Chậu này mã số B4, một tác phẩm đuôi cáo, đây là một giò cáo Bắc Cạn với cái dòng hoa này vô cùng là đậm màu và đẹp, thân lá cũng rất là đẹp. Mã số B4 với giá 1.450.000, không phải suy nghĩ về giá các bác nhé. Tác phẩm này người ta bán 3-4 triệu, các bác cứ vào trong Facebook các bác tham khảo những cái giá người ta đã
đưa lên thị trường rồi. Đó, giờ này nhá, em xin phép các bác nhà mình để em chuyển đơn mã số B4 với giá là bằng 1.450.000 cho tác phẩm này các bác nhá. Rồi em xin phép để em qua đơn, giờ này gửi đi chắc phải mất tầm 150.000 tiền ship vì nó rất là to và nặng. Chắc mất cỡ tầm 150.000 đấy. Hôm nay bác nào mua giờ này em sẽ bao ship các bác nhá. Đó, hoan hỉ các bác nhà mình những cái ngày gọi là đầu tháng mở hàng. Xin lọc các bác nhà mình. Rồi bác nào mua hàng thì mình gọi đi theo số điện thoại bên em để mua hàng nhá. À, tiếp theo đây thì em sẽ lên cho các bác nhà mình. Đó là một chậu hoàng nhãn tháng 8. Hai cây này thì rất là đẹp. Hai cây này rất là đẹp các bác nhé. Nó dính tí nước mưa. Đấy. Nói chung là lá mít vô cùng đẹp các bác ạ. Hai cây này thì không có điểm chê, nên là bác nào mình có nhu cầu sưu tầm cái tác phẩm để mình về gọi là trấn thủ vườn đi. Vì cái nhãn tháng 8 thì ra là những cái giò này quá là đẹp này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 11 cặp lá. Cây nó rất là đẹp, cây bên này chắc chắn hơn 10 cặp lá rồi. Lá mít to đẹp các bác nhé, hai cây này đẹp không tì vết luôn. Chậu này của em là mã số Q2. Q2 các bác ạ, hoàng nhãn tháng 8. Hai cây này đẹp quá. Không có từ nào để diễn tả được. Hai cây này rất là đẹp. Rồi em quay cái mặt bên này cho các bác nhà mình không? Hoàng nhãn tháng 8 hàng rừng cam nhé, mã số Q2. Em chia sẻ các bác nhà mình giò này với giá bằng 2.200.000 nốt nhá. Giò này em bán là bằng 2.600.000 đấy. Bây giờ em thanh lý là còn 2.200.000. Mã số Q2 cho chậu hoàng nhãn tháng 8 hàng rừng cam với giá là bằng 2.200.000 cho giò này. Mã số Q2. Rồi ạ. Tiếp đây thì em sẽ chuẩn bị lên các bác nhà mình cũng là một cái tác phẩm tiếp theo. Mà được rất là nhiều bác yêu thích. Rồi ạ. Các bác đoán ra là cái bông hoa gì đây không ạ? Bông hoa va đấy các bác ơi. Tam bảo sắc hàng va đấy. Tam bảo sắc đột biến đấy. Hoa vàng đấy các bác. Cái bông này nó cũng nở khá là lâu rồi. Nở hoa thơm lắm cả nhà mình nhá. Bông này nó nở nhà em nó cỡ vào khoảng tầm vào chắc phải hơn tháng rồi nhỉ. Nó cũng sắp tàn rồi đấy các bác này. Nó phải hơn một tháng rồi đấy. Chắc tầm tháng mấy ngày rồi đấy. Nó sắp tàn hoa các bác thấy có dấu hiệu chưa? Đây nó sắp tàn cánh nó bắt đầu đen nó héo vàng này các bác thấy không? Nó héo rồi này. Nó mới nọ thì nó nhìn nó như kiểu cái viên ngọc ấy các bác. Nó hoa nó thơm dã man luôn cả nhà mình đây này. Cái bông này nọ sau nên là vẫn còn này. Mấy hôm nay vẫn bị chịu ảnh hưởng của cái tác động mưa gió. Đây cả nhà mình ngắm này. Đấy, hàng va em chỉ có duy nhất một chậu các bác. Em có mỗi một chậu này. Em có một chậu này thôi ạ. Hoa thơm quá cả nhà mình ơi. Hoa thơm lắm. Chậu này được 3 cây các bác nhé. 3 cây. Đó, bác nào sưu tầm chậu này mình liên hệ cho em gái, cần hoa rất là dài. Đây nó từ trên này này, nó rụng một đoạn hoa rồi đấy. Đây nó từ trên này này. Nhưng kiểu là cái hoa này là em cũng cái hoa này là nó cũng nở lâu rồi mà nó cũng hoa thơm quá. Thơm lắm. Thơm lắm cả nhà mình ạ. 3 cây. Nhạn va các bác nhá. Em xin lỗi, cây là cây tam bảo sắc va các bác nhá, tam bảo sắc. Đó. Ok, cho cả nhà mình sưu tầm được cái này mình liên hệ cho em gái. Em có duy nhất một chậu thôi. Hoa vàng lưỡi trắng. Tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng. Cây này, chậu này của em thì có cái mã số là em xem mã bao nhiêu. Mã số B15 các bác ạ. Mã số B15. Tam bảo sắc nhé các bác nhé. Hàng va đấy ạ. Hoa vàng lưỡi trắng. Em sẽ chia sẻ các bác nhà mình chậu này làm tác phẩm 800.000. 800.000 cả nhà mình ơi. Bác nào yêu thích cái khuôn bông của dòng hàng va này các bác có thể ủng hộ cho em gái nhé. Tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng với giá là bằng 800.000, mã số B15. Em có duy nhất một chậu nhé, nên là bác nào mà hỏi em mua 2 chậu 3 chậu không có nhé, chỉ có một chậu này thôi ạ. 800.000, mã số B15. Rồi em chuyển đơn nhé. Đây em có một cái giò này là giò cáo này. Cáo này cáo của Cao Bằng. Cáo Cao Bằng mã số B17. B17 em chia sẻ chậu này với giá 280. Mã số B17 208, chậu này được là 1 cây, 2 cây, 3, 4, 5, 6, chắc được 7 ngọn. Tương lai sẽ được lên được 7 ngọn, rất là đẹp. Mã số B17 với giá bằng 280.000. Đơn này bác là sưu tầm đơn cáo này mình chốt giúp em nha. Em lên giới thiệu các bác nhà mình, đó là một giò cookie xưa. Bác ngắm giúp em, cái này là em ghép lũa cả nhà mình thấy không? Lá nó rất là đẹp nha, lá to nở đẹp các bác nhá. Đó, các bác thấy không ạ? Giò này của em hiện tại đang được 6 cây ghép trên lũa. Đây em sẽ quay từng cây, không lỗi lầm gì các bác nhé. Không lỗi lầm gì ạ.
Hàng rất đẹp, không lỗi lầm gì các bác nhé. 6 cây Korat Koki các bác ạ, 6 cây. Tác phẩm này được 6 cây, ghép lũa này, rễ nó ra rất là nhiều các bác ạ, ghép trên lũa nhé. Đây, ghép trên cái dáng này là dáng lũa và rễ nó đang bám ra rất là nhiều. Em nuôi cái dầu này cũng được 7-8 tháng rồi. Nó cũng thuần và đẹp rồi các bác ạ, lá này. Korat Koki giống xưa ấy, các bác đi mua một cây Koki xưa bây giờ cũng đã 300 nghìn rồi các bác ạ. Em thì tính đơn giản là bằng bao nhiêu ạ? Người ta bán rẻ nhất 250 rồi. Một cây Koki xưa các bác nhân 6 cây lên. Các bác nhân 6 cây lên cho em ạ. Nó gần 2 triệu các bác, gần 2 triệu rồi. Em lấy cho các bác nhà mình giá rất là hợp lý. Các bác nhà mình cũng có thể sưu tầm để làm tác phẩm nhá. Korat Koki giống xưa mã số B16 ạ. Mã số B16. Thôi em lấy các bác nhà mình 1.100.000 nhá, 1.100.000. 1.100.000 nhá. Mã số B16 với giá 1.100.000 đây các bác cứ ngắm bản lá đi. Đấy bác nào ưng được thì lấy nhá. Dầu này nó rất là đẹp, được 6 cây liền. Những cái cây này tương lai nó sẽ lên tác phẩm rất là đẹp luôn. Hàng đã nuôi thuần, rễ nó bám rất là nhiều. Mã số em đọc lại lần nữa là B16 với giá khoảng 1.100.000 cho 6 cây ạ. Tính ra chỉ có hơn 100.000 một cây các bác ạ. 1.100.000 tính ra chỉ giá có hơn 100.000 cho một cây Koki thôi ạ. Rồi em chuyển đơn nhá. Em lên cho các bác nhà mình cây tam màu sắc hoa trắng. Để cho các bác nhà mình biết, hoa nó cú hoa từ trên này nó rụng hoa rồi, nó tàn rồi. Nhưng mà em để báo các bác nhà mình biết chuẩn là màu trắng nhá. Tuy rằng là nó tàn hoa rồi đây, từ trên này những cú hoa từ trên này nó đã rụng rồi ạ. Đây các bác này, nở từ đây này. Những bông từ trên này đã rụng hoa rồi, vì nó nở quá là lâu rồi, nó tàn rồi. Nhưng để bao chuẩn các bác nhà mình là tam bảo sắc hoa trắng các bác nhé, trắng tinh, trắng ngọc trai và hoa rất thơm. Như các bác được biết đến cái dòng tam bảo sắc hoa trắng nó là hàng đột biến. Nên là chắc các bác nhà mình không xa lạ nữa. Cây này em lấy các bác nhà mình về làm giống. Các bác thấy không? Cây nó nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Mà cái ngần hoa nó, cái ngồng hoa nó dài đến gấp đôi cái cây này. Ngồng hoa đúng là dài gấp đôi cái cây tam bảo sắc luôn. Dòng này nó là hàng chuẩn, hàng rừng nên là cái ngồng hoa nó rất là dài các bác ạ. Cái cây nó còi còi nhỏ nhỏ thế mà ngồng hoa nó dài cỡ như thế này là các bác biết rồi. Em mua của cái vườn bác Trịnh Phượng ở Thái Nguyên. Vườn bác này bác ấy chơi rất là lâu rồi. Bác ấy nhân giống từ những cây con ấy, tức là bác ấy có một vài cái chậu nái bác ấy sưu tầm được từ thời ngày xưa, rất là to, xong rồi nó cứ để được cây con là bác ấy tách ra trồng riêng. Bác ấy tách ra trồng riêng như này. Đó, em chia sẻ bác nào về lấy giống nhá các bác, thậm chí các bác nhà mình biết rồi, tam bảo sắc hoa trắng tinh như này, hoa rất là thơm nhá, trắng tinh ạ, không có một tí vết nào cả. Đây là hoa nó sắp tàn và có thể nó em vận chuyển va quệt nó đập đi đập lại nó có thể nó bị dập tí cánh thôi. Chứ còn đã bao chuẩn các bác nhà mình tam bảo sắc hoa trắng. Cây này là một cây. Bác lấy về làm giống em lấy cho 200.000 nhá. Em mua 165.000 rồi em lấy các bác nhà mình 200.000. Đơn này bác lấy được mình lấy giúp em mã số B21 200.000 cho cây này làm giống. Đơn này bác lấy thì mình lấy giúp em. Còn thực sự bây giờ đi tìm tam bảo sắc ở bên ngoài thì không có. Tam bảo sắc hoa trắng tinh mà để mua bên ngoài rừng bây giờ dân người ta không kiếm được nữa. Cây này là của bác đấy, là bác ấy tách từ cái hàng cây mẹ của bác ấy, bác nuôi cái chậu to, những cái dầu to ấy, nó cứ để được cây nào ra cây con thì bác ấy lại tách ra bác nhân riêng, bác nhân giống riêng. Em qua mã khác nhá. Đây này em lên cho dầu này tiếp theo này. Các bác thấy ngồng hoa nó siêu dài không? Đây ạ. Các bác thấy không ạ? Bác lấy giống thì lấy về mà chơi vì là không có đâu cả nhà mình, nó rất là hiếm luôn đấy ạ. Dầu này được 2 cây ạ. Cây nhỏ nhỏ đấy ạ, cây này bé này. Đấy. Cây nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi. Cây này bé là cây này mới tách ra, bác ấy mới tách ra nó cũng bám rễ các bác thấy không, rễ này. Bám rễ rất là nhiều các bác thấy không? Đó, nhưng mà nhà bác này bác nuôi bác không cho phân thuốc mấy. Mình về mình cho em một túi phân dây lên trên này này thì cây nó sẽ lớn rất là mạnh. Đấy, chuẩn hoa trắng tinh các bác nha. Tam bảo sắc hoa trắng tinh. Đấy, trời ơi, lấy về làm giống đi cả nhà mình. Đấy, cây là bé bé xinh xinh thế này mà cái ngồng hoa của nó đúng là nó dài gấp 2, gấp 3 lần cái cây này luôn. Nên các bác biết là hàng rừng cái ngồng hoa nó rất là đẹp như vậy các bác ạ. Các bác cứ tưởng tượng là nó bé như thế này mà ngồng hoa đã dài thế này rồi. Thế cái cây nó to, nó lớn một chút nữa thì ngồng hoa đến cỡ nào đúng không ạ? Ngồng hoa nó dài đến cỡ nào? Giờ này em chia sẻ các bác nhà mình, giờ này mã số là B20. B20 2 cây em lấy các bác nhà mình 380. 380.000 mã số là B20. B20 nhá. Rồi em mời các bác em chuyển đơn. B mấy nhỉ? B20 380.000. Nói chung là số lượng không có nhiều nên là mình tranh thủ mình lấy được thì mình lấy nhá. Đây. Đó. Hoa trắng hết đấy. Đây là nó bị dập nhá. Nó dập cánh và nó tàn nhá. Đấy, còn tất cả đều hoa trắng. Cây này đã sổ hoa trước rồi và cắt hoa, cắt ngồng hoa rồi.
ba cây tam bảo sắc hoa trắng này, giò này được ba cây các bác này, ba cây tam bảo sắc hoa trắng. Đơn này thì bác nào sưu tầm được mã số B19 em lấy các bác nhà mình giò này bao nhiêu được. Thôi 580.000 nốt nhá, 580.000 cho ba cây tam bảo sắc hoa trắng tinh. Cây nhỏ nhỏ các bác, không cây to đâu. Cây to thì giá đắt lắm, cây to có thể một ngọn mẹ nó giá cả triệu mấy rồi, triệu rưỡi, triệu bảy một ngọn rồi ạ. Cây này nó là cái cây con. Có nghĩa các bác biết rồi, hàng đơn thân thì nó cũng rất ít khi nó tóm lại nó chờ nó để con rất là lâu. Thì bác này bạn có nói là bác dùng ki duy xanh thì bác kích con cho nó đẻ con ra, sau đó là bác tách ra bác nhân giống. Rễ này xanh biếc này, cây đang rất là khỏe này. Đó, nhân ra là những cây con này bác ấy bán riêng. Giờ này thì ba cây. Đơn này bác lấy được về làm giống vì em thật sự các bác nhà mình giá quá là rẻ, không đi đâu mua được cái giá này đâu. Có 580.000 cho ba cây này thì em nghĩ các bác đi mua một cái cây ngọn bé tí, mà bây giờ nếu mà mua được ngoài hàng ngoài rừng thì các bác đi phải mua với giá 500.000 một ngọn rồi. Mà cây bé không có cây to đâu ạ. Chứ cây này cây đã nuôi thuần các bác thấy không? Nhà mình nhìn dễ này, chứ không phải là hàng mới ghép sang đâu nhá. Hàng này hàng nuôi thuần lâu rồi ạ. À, đọc lại mã số lần nữa là mã số B19 580 cho ba cây. Em qua mã tiếp. Mã tiếp theo thì em nên chia sẻ các bác nhà mình một cái chậu kiều tím các bác, chậu này rất là to. Đẹp lắm các bác, không có dùng cái từ gì diễn tả được hết cái chậu kiều này. Đường kính nó siêu to các bác, đường kính nó quá là to rồi, em bê lên để mời các bác nhà mình cùng ngắm cái tác phẩm này nhé. Kiều tím cả nhà mình nhé. Đây. Em cho các bác nhà mình ngắm cái dáng của cái giò kiều tím này. Đây là một giò kiều tím Tây Nguyên tác phẩm, hiện tại đang được 50 thân các bác ạ. 50 thân, hoa tím đậm các bác nhé. 50 thân ạ, kiều tím của Tây Nguyên ạ. Chậu rất là to ạ, đây em mời các bác nhà mình ngắm cái chậu này. Chậu này thì cái đường kính chậu thì nó chắc nó cỡ vào tầm vào cũng gần 50cm. Và cái chậu này thì như thế này các bác, em nghĩ không phải thay giá thể. Nó rất là to các bác nhé. 50 thân, to sum xuê như thế này các bác ạ. Em xin mời các bác nhà mình. Giờ này thì em chia sẻ các bác nhà mình cái mã số là K23 các bác nhé. Mã số K23, 50 thân này các bác cứ tính đi. Đây là kiều tím Tây Nguyên, những cái thân mà những cái dòng hoa tím đậm đẹp, mà những cái thân nó đẹp như thế này. Chậu tác phẩm như này các bác đi mua cũng phải tầm vào 150-200 một thân rồi. 150-160-170. Nếu mà còn người ta nếu bán ít ấy, giá bán đắt thì sẽ là tầm 200 một thân. Bác cứ nhân cho em đi, cái chậu này em lấy 50 thân này em lấy các bác mình 2,7 triệu. Giá chỉ có bao nhiêu ạ? Loanh quanh chỉ có vài chục nghìn một thân thôi. Rồi em xin mời các bác nhé, để em cũng xin được dừng video ở đây. Kính mong các bác nhà mình sưu tầm những cái tác phẩm đẹp trong cái phiên video ngày hôm nay, thì các bác có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại bên em là 0385050491 để mua hàng. À, xin chia sẻ các bác lại một lần nữa, cái mã kiều tím này hiện tại đang được 50 thân mã số K23 với giá là bằng 2,7 triệu cho tác phẩm này. Bác nào mình có muốn nhu cầu những cái tác phẩm sưu tầm cái tác phẩm to để trấn thủ vườn thì các bác liên hệ cho em gái ngay để mua hàng các bác nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác nhà mình trong cái phiên bán hàng của ngày hôm sau. À, kính chào các bác nhé.